Trâm xin kính chào quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt TV. Thưa quý vị, hiện tại Ngọc Trâm đang đứng trước chợ H-Mart tọa lạc trên đường Bel Air. Và như thường lệ thì đây là một cái khu chợ mà Ngọc Trâm rất là yêu thích mỗi khi mà mình cần tìm kiếm những cái loại thực phẩm để mà nấu những bữa ăn ngon cho gia đình. Tuy nhiên thì hôm nay Ngọc Trâm mời quý vị đến chợ H-Mart không phải là để mua sắm những loại thức ăn hoặc là nước uống, mà là để mua sắm một loại sản phẩm rất là đặc biệt, đó là bánh trung thu. Bởi vì chỉ còn vài tuần nữa thôi là sẽ đến ngày Tết Trung thu, và chúng ta chắc chắn là không thể nào thiếu món bánh trung thu trong bàn ăn của mỗi gia đình người Việt. Vì thế mà hôm nay Ngọc Trâm mời quý vị hãy cùng Ngọc Trâm mua sắm tất cả những loại bánh trung thu đang bày bán tại khu chợ H-Mart. Xin mời quý vị. Và bây giờ thì Ngọc Trâm đã bước tới cửa của chợ H-Mart và Ngọc Trâm đã tìm thấy được là cái gian hàng bán bánh trung thu ở khu nào rồi. Xin mời quý vị theo chân Ngọc Trâm nhé. Wow, xin giới thiệu đến quý vị, đây là gian hàng bán bánh trung thu của chợ H-Mart năm nay. Và quý vị thấy là chợ H-Mart họ đã dành cả một cái góc tường này để mà bày bán tất cả các loại bánh trung thu cho chợ trong năm nay. Thì Ngọc Trâm thấy trước tiên đập vào mắt là thấy những cái hộp bánh rất là đẹp. Quý vị có thấy không, những cái hộp bánh trung thu này với đủ loại màu sắc, và khi mà nhìn vào đó là mình đã thấy một cái gọi là cái màu sắc rất là mát mắt. Mặc dù là trời mùa hè rất là nóng nhưng mà nhìn những cái màu sắc này là mình đã thấy rất là nhẹ, dịu nhẹ và dễ thương. Và nếu mà mình đi shop từng cái loại bánh thì chắc chắn là mỗi loại bánh, mỗi hiệu bánh thì đều có những cái điểm đặc biệt rất là riêng. Như là cái hộp bánh mà Ngọc Trâm đang cầm trên tay đó thì Ngọc Trâm thấy đó là bánh hoa sen thưa quý vị. Đây là một cái loại bánh chay, đó là bánh với nhân hạt sen thì tất cả mọi người đều có thể ăn được. Kể cả những người ăn chay và không ăn chay thì đều có thể ăn. Và kiểu bánh này thì quý vị có thấy không, nó có nhiều màu sắc để mà mình lựa chọn. Trước tiên thì nói về cái hộp là có màu tím, màu xanh và màu hồng. Mình thích màu nào thì mình có thể mua màu đó, hoặc là biết đó, cái là cái người mà mình muốn tặng loại bánh đó, thì thích cái màu sắc nào cũng có thể mua cái loại đó. Và xin mời quý vị cùng ngắm một lần nữa những cái hộp bánh này. Ở đây thì mình còn thấy là một cái hộp bánh nhìn rất là lạ mắt thưa quý vị. Một cái hộp bánh là cô gái Trung Hoa ngồi cầm một cái cây đàn. Và bình thường thì mình thấy là bánh trung thu cái cỡ nó là một cái hình vuông hoặc là hình tròn đúng không? Thì hôm nay mình thấy là những cái bánh trung thu này rất là nhỏ nhỏ xinh xinh. Và trong một cái hộp như vậy thì có tới là 12 cái bánh trung thu nhỏ nhỏ. Và Ngọc Trâm tiếp tục đi theo cái gian hàng này và nhìn thấy wow, quý vị thấy có một cái hộp bánh này, nếu mà thật sự là nhìn vào không biết là bánh trung thu, bởi vì ở bên ngoài trang trí rất là đẹp, tinh tế, bắt mắt với những hình bông hoa. Và mình biết đây là cái hiệu Sogo Bakery Made in USA. Và để xem coi mở ra thì những bánh trung thu như thế nào nha. Wow, Ngọc Trâm biết đây là một cái loại bánh mà thoạt nhìn thì mình nghĩ không phải là bánh trung thu, nhưng thật ra đó là cũng rất là nhiều người Việt Nam chúng ta chọn cái loại bánh này để mà ăn trong dịp Tết Trung thu. Bởi vì đây gọi là bánh egg yolk, là cái loại bánh mà ở bên trong nó sẽ có trứng muối. Khi mà ăn thì sẽ không có quá ngán, bởi vì thành phần chính của nó là trứng muối. Và vỏ bánh bên ngoài thì rất là mềm, khi mà cắn vào thì nó sẽ tan trong miệng thưa quý vị. Cái hộp bánh này rất là đẹp và Ngọc Trâm thấy là họ đang có những cái giá thật là đặc biệt. Như là bánh này họ đang giảm giá thưa quý vị. Giá gốc là 23.99 thì nay chỉ còn 21.99 thôi. Và không phải chỉ loại bánh này không đâu, mà nếu mà quý vị nhìn vào những cái bảng giá thì đa số là tất cả các hộp bánh đều đang được giảm giá. Và được biết là những cái bánh này đang được giảm giá từ những ngày trong tháng 9 này, nên là bất cứ khi nào trước ngày Tết Trung Thu khi mà quý vị đến đây mua sắm những cái bánh này thì chắc chắn là sẽ được giá ưu đãi rất là hấp dẫn. Và hãy cùng Ngọc Trâm tiếp tục theo dõi những cái bánh dưới này. Như hồi nãy thì Ngọc Trâm có nhìn thấy là những cái loại bánh trung thu mini rất là dễ thương, có thể là cho các em bé, các em nhỏ trong gia đình ăn, hoặc là người lớn mà không sợ ăn ngọt á, thì mỗi ngày ăn một cái bánh nhỏ như vậy là cũng đủ tiêu chuẩn rồi quý vị ha. Thực ra thì Ngọc Trâm rất là mê ăn bánh trung thu, có thể ăn cả một cái bánh to như thế này luôn. Nhưng mà càng lớn thì mình cũng quan tâm tới vấn đề sức khỏe hơn, nên là nếu mà được á, thì mỗi ngày mình lấy một cái bánh nhỏ xinh xinh như thế này ăn và cùng nhâm nhi uống nước trà thì thật là ngon.
Cái màu sắc này đã khiến cho Ngọc Trâm rất là tập trung đập vô mắt, tại vì đây là cái màu xanh mình rất là thích. Mà tại sao hộp bánh trung thu lại có màu xanh? Để Ngọc Trâm xem coi flavor, cái vị của bánh này là vị gì. Theo Ngọc Trâm đoán thì nó có thể là vị trà xanh thưa quý vị. Thật ra thì trong đây vẫn là những cái bánh đậu xanh, bánh với nhân đậu xanh. Nhưng mà bởi vì họ là làm những cái hộp, cái nắp hộp nó màu sắc và hình thù khác nhau để mà phù hợp với từng sở thích của mỗi người. Như là quý vị nào thích màu vàng và bánh nhân đậu xanh thì có thể mua loại này. Và cái bánh này thì Ngọc Trâm đã nhìn thấy đó là cái bánh trà xanh nha quý vị. Thật là lạ, bánh trung thu mà nhân trà xanh thì không biết là vị nó như thế nào. Mình vừa ăn bánh trung thu nhân trà xanh và mình uống nước trà thì đúng là một combo kết hợp rất là tuyệt vời. Wow, quý vị có thấy cái hộp này không? Nhìn thấy là đã rất là đẹp rồi, cái hộp rất là đẹp. Nhưng mà để nhìn xem, cái này đó là bánh khoai môn. Ở đây thì mình cho thấy giá của một cái hộp bánh khoai môn này là 29 đồng 99. Và để xem coi ở bên trong thì có 1, 2, 3, 9, 8 cái bánh khoai môn lận thưa quý vị. Cái bánh khoai môn này thì Ngọc Trâm nhớ là khi mà mình đi ăn điểm sắm á, mình cũng có ăn cái bánh này qua rồi, rất là ngon. Mà không biết là trung thu mình có thể ăn cái bánh này. Bây giờ thì Ngọc Trâm mới biết rồi. Bánh này cũng là một trong những cái loại bánh yêu thích của người Á Châu chúng ta vào mỗi dịp Tết trung thu. Wow, rất là đẹp, đủ màu sắc, nhiều hình thù bắt mắt. Và đặc biệt là cái mà Ngọc Trâm thích ở những cái loại bánh trung thu này là nó có thể dành cho người ăn chay và không ăn chay. Như cái bánh này đó thì nhân là nhân đậu đỏ, chắc chắn là sẽ không có những cái loại gì là động vật ở trong đây. Nên là khi mà quý vị nào ăn chay thì cứ rất là yên tâm. Cái hộp bánh hoa sen rất là đẹp nữa phải không quý vị? Và giá thì thực sự là Ngọc Trâm thấy giá rất là nhẹ nhàng, với cái hộp bánh này chỉ có 15 đồng 99 mà thôi. Hồi nãy giờ thì quý vị đã cùng Ngọc Trâm tham quan cái gian hàng bán bánh trung thu trong khu chợ Esmart trên đường Bel Air rồi. Quý vị cũng đã nhìn thấy rất là nhiều các loại bánh ngon với những cái hình thù đủ loại, từ hình vuông đến hình tròn, và thậm chí là những cái loại bánh trung thu mini rất là dễ thương, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình. Thì Ngọc Trâm tin chắc là khi mà quý vị đến đây để mà mua bánh trung thu, quý vị sẽ lựa được loại bánh trung thu mà cả gia đình cùng yêu thích. Thưa quý vị, Tết Trung Thu là một cái Tết đoàn viên của người Việt, và bánh Trung Thu là một cái món quà mà những người Việt chúng ta trao tay nhau để thể hiện sự kính trọng cũng như là sự biết ơn trong mỗi dịp Tết Trung Thu về. Vì thế mà Ngọc Trâm hy vọng là khi quý vị nhận những cái hộp bánh Trung Thu này từ người thân và bạn bè, quý vị cũng sẽ hiểu được tấm lòng của người tặng những cái loại bánh Trung Thu này. Và đến đây thì Ngọc Trâm xin gửi lời chào đến quý vị theo dõi chương trình Thám Sự Thương Mại ngày hôm nay trên làn sóng Việt TV. Ngọc Trâm sẽ hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình lần sau nhé. Và xin chào quý vị. Ngọc Trâm quên mất là bây giờ Ngọc Trâm phải mua thêm một vài cái hộp bánh trung thu nữa, bởi vì Ngọc Trâm có rất là nhiều những người thân và bạn bè mà mình phải tặng. Vì thế mà sẽ lấy thêm vài hộp nữa nha. Cái này nữa. Và thôi bây giờ là có nhiều rồi. Bây giờ Ngọc Trâm bye quý vị nha.